Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến anh chị một cái combo điện mặt trời 20W loại cao cấp dành cho khách hàng tự mua về lắp đặt. Gồm có một viễn tần Dyer, loại này là bản cao cấp bảo hành 5 năm và trong phân khúc tầm giá loanh quanh trên 20 triệu đồng và dưới 30 triệu đồng. Đấy. Một pin lithium cao cấp Philantech. Loại này được bảo hành 5 năm mà có giao tiếp với biến tần Dyer. Và dung lượng lưu trữ của nó đó là 2,4 kW anh em nhé. Và một tủ điện bảo vệ chống sét lan truyền được đấu nối sẵn anh em, về chỉ việc là đấu nối vào các cái điểm rất là đơn giản. Và ngay bây giờ tôi sẽ tiến hành chia sẻ cho anh em cái combo này nó gồm như thế nào. Hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng tôi đang tiến hành dán các cái tem để ký hiệu các cái CD cũng như là cái thiết bị trên cái hệ thống tủ điện này. Đối với thương hiệu Philantech là một trong những thương hiệu uy tín và đã được thị trường bình chọn, các cái người tiêu dùng họ bình chọn là một trong top 10 các cái thương hiệu pin lưu trữ lithium uy tín trên thế giới. Cục này được bảo hành 5 năm và có giao tiếp với hầu hết các cái loại máy biến tần cao cấp, inverter cao cấp trên thị trường hiện nay như Dyer, Lux Power, Goodwill, rồi Sofa, các cái hãng trên thế giới hiện nay, và được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu. Đấy, bảo hành 5 năm. Chúng ta sẽ sang bên phía tủ điện. Tủ điện này là gồm có các thành phần chính như sau. Đầu tiên đó là BAT, đó là battery, đó là cổng để đấu nối pin lưu trữ lithium. Tiếp theo là chống sét của dàn pin năng lượng mặt trời số 1. Tiếp theo nữa là CB của tấm pin năng lượng mặt trời số 1 và số 2. Tiếp theo nữa là chống sét của dàn pin năng lượng mặt trời số 2. Rồi bên trên này, hàng trên thì có chống sét AC, CB điện lưới của EVN điện lực và một cái ATS đảo chiều tự động, chuyển mạch tự động khi mà có điện lưới cúp điện. Tiếp theo nữa là cổng backup UPS đầu ra, khi mà điện lưới thì nó sẽ lấy cái cổng này để mà cung cấp nguồn điện cho các thiết bị trong gia đình chúng ta. Đối với tủ điện này thì chúng tôi đã đấu nối sẵn và bấm các cái đầu cốt rất là đẹp, dây được đi rất là gọn gàng rồi. Dây điện ở đây là sử dụng dây điện KDV 6 chấm, KDV 6 chấm. Dây tiếp điện thì dây 4 chấm anh em ạ. Chúng ta mua cái tủ điện này cùng với combo này về thì chỉ cần đấu nối, thứ nhất là bình lưu trữ này, BAT. Đầu trên này là chúng ta kết nối với pin lithium, đầu dưới chúng ta đấu sang inverter. Đấy, dàn pin năng lượng mặt trời PV1 này là chúng ta đầu trên, chúng ta đấu nối các cái tấm pin nối tiếp với nhau. Máy inverter Dyer này là công suất là 6 kW. Đấy, 6 kW này, xăng 6K SG04 LP1 EU, bảo hành 5 năm, chính hãng tại Việt Nam. Thì cái dòng này ấy, thì lắp được cái dàn pin công suất ở đây là khoảng 7 kW là chúng ta có thể lắp được anh em nhé. Tuy nhiên thì chúng ta nên lắp cái công suất dàn pin 6 kW trên một chút thì đảm bảo cái hệ thống ổn định theo thời gian. Max PV input ở đây là lắp được 7800W này anh em này, 7800W nhé. Tuy nhiên chúng ta thường chỉ lắp khoảng 6 kg 4 6 kg 3, lắp khoảng 14 tấm pin năng lượng mặt trời 450W là sử dụng ổn định nhất. Thế thì ở đây chúng ta sẽ đấu nối tiếp mỗi chuỗi là 7 tấm pin năng lượng mặt trời. Chúng ta sẽ đấu vào đầu trên này, ở đầu dưới này chúng ta sẽ đấu sang inverter, đấu vào cổng DC, các cái jack MC4 chúng ta bấm vào, đấu nối vào.
chúng tôi sẽ tiến hành bấm các cái jack. Khi anh chị em mua về tự lắp đặt thì chúng tôi sẽ bấm các cái jack này cho anh chị em. Đấy. Bấm hết đầu cốt, anh chị em chỉ cần cắm vào là xong. Đấy. Tiếp theo nữa là cái cổng EVN, điện lưới của điện lực đầu vào. Chúng ta sẽ đấu lên cái cổng này. Đấy, EVN đấu vào đây. À, thì EVN này là đấu dây lửa, là đấu sang màu bên đỏ, màu đỏ, dây nguội là đấu màu đen. Đấy. Bên dưới này là chúng ta sẽ đấu vào inverter. Đấy. Và đây là cái đầu ATS đấu lên trên này. Tôi sẽ đấu nó sẵn cho anh em rồi. Đấy. Chúng ta sẽ đấu vào cái cổng grid này anh em này. Đấy, grid. Đối với cái ATS thương hiệu ETEC này là loại mới mà anh em chúng tôi mới nhập về và mới phân phối. Thì trên đây này có hai cái dây tín hiệu A1 và A2 này, câu từ dây L và N, dây nóng và dây nguội của cái cổng điện lưới sang. Thế thì khi mà có điện lưới thì hệ thống này sẽ ưu tiên sử dụng cái nguồn điện từ tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, chúng ta sẽ đấu cổng điện lưới của điện lực vào đây này. Đó, cái tủ này đấu nối sẵn cho anh em rồi nhé. Còn khi mà mất điện lưới thì cái cổng UPS này này là lấy điện đầu trên, là lấy từ cái lót này ra này anh em này. Lót trong inverter diode này ra, cổng lót này. Chúng ta sẽ đấu từ cổng loát này ra và sẽ cung cấp cái nguồn điện dự phòng nha anh chị em. Đấy. Và tải gia đình sử dụng này, chúng ta sẽ câu vào số 2 và số 4. Số 2 là dây L tương ứng và nối tiếp với lên số 1 đây này. Đấy. Thông với số 1. Còn số 4 này là sẽ thông với số 3 này. Đấy. Đấy. Con máy diode này thì có các cái cổng giao tiếp với pin lưu trữ lithium, và đồng thời thì có cổng máy phát điện này, generator. Nếu anh chị em mà gia đình có máy phát điện thì có thể đấu nối vào đây, hoặc là có hệ thống hòa lưới đang bán điện cho điện lực, hoặc là hòa lưới bám tải thì có thể đấu nối vào đây để mà cung cấp thêm cái công suất cho hệ thống hoạt động những cái ngày mưa, khi mà các cái tấm pin năng lượng mặt trời từ cái máy hybrid diode này không đủ thì có thể lấy thêm điện từ cái dàn pin khác và cung cấp cho cái máy diode này. Mọi chi tiết và liên hệ thông tin báo giá thì anh chị em có thể liên hệ với cái số hotline mà đang chạy phía dưới, hoặc là website là kmdsolar.com để mà có thể biết thêm chi tiết cũng như là được hỗ trợ về kỹ thuật rồi giá, báo giá các cái hệ thống. Anh em chúng tôi còn rất là nhiều combo khác, ví dụ như là pin lưu trữ lithium thương hiệu Huawei, và là bản cao cấp thì lại có hãng SV này. Đấy, gắn tường, rất là nhiều combo cho anh chị em lựa chọn. Dòng này thì được bảo hành 5 năm về biến tần diode này, rồi là pin lưu trữ lithium Philontech này, họ cho sẵn thương hiệu này, hãng này cho sẵn hai cáp đấu nối này. Cái này là cái jack cắm của cái cục pin lithium đi ra. Đó. Rất là xịn sò luôn. Đấy. Chúng ta về kết nối vào là sử dụng thôi.